Chào tất cả các bạn, mình là Khánh Nguyễn, rất vui gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một ngày luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Giờ đang buổi chiều đó các bạn. Muốn quay cái cảnh hoàng hôn cho các bạn xem, nhưng mà khi mình quay qua thì nó bị ngược ánh sáng á. Mình không thấy, thì mình quay qua đó mình quay có một đoạn ngắn á, để cho các bạn xem. Rồi phía sau lưng mình các bạn, nó có một cái mảnh đất trống, thì sắp tới là họ sẽ xây những cái căn nhà để mà là build những cái căn nhà đó các bạn, là sau lưng mình nè, đó là cái đất trống á. Ở bên đây người ta xây nhanh lắm nha các bạn, khoảng chừng mấy tháng à là thành ra một khu á, trong một khu đó nó có được mấy chục căn nhà đó. Bây giờ các bạn cùng ngắm một chút xíu về cảnh mặt trời lặn á, nhưng mà mình quay qua đó chắc nó chói quá, các bạn không thấy. Không có thấy các bạn ơi. Khi mình quay qua bển á mà mình để quay được cái cảnh đó thì nó bị cái màn hình nó bị tối. Các bạn xem chút xíu. Để mình quay qua cho các bạn xem nha. Phía sau lưng mình là một cái mảnh đất trống á. Người ta làm cứ mỗi ngày một chút á các bạn. Tới lúc mà nó xong nhanh lắm. Bây giờ người ta đang làm một cái phần nền á, coi như người ta bỏ những cái ống nước xuống á, những cái ống để mà ở dưới đất á. Coi thấy mặt trời không? Rồi các bạn coi ngắm cảnh hoàng hôn tí xíu nha. Đó, các bạn ngắm cảnh hoàng hôn của Mỹ nha. Và mình nói về cái khu đất trống ở trước mặt mình luôn á, khi mình quay qua cánh sáng nó bị phản ánh sáng hay sao mình không thấy rõ lắm. Thì cái mảnh đất trống này nè, thì trong tương lai á, là người ta làm lên những cái khu nhà để người ta bán á. Thì lúc này á, là người ta đang làm cái nền ở dưới á, là người ta bỏ những cái ống cống xuống đó các bạn. Mỗi ngày người ta làm chút rồi đó. Cái khâu này làm xong rồi tới khâu khác. Rồi các bạn ngắm hoàng hôn tí xíu đi, rồi mình quay qua phía trước nó có khu đất trống, xung quanh của mình nó có những cái căn nhà, rồi mình nói sơ cho các bạn nghe ha. Đó, các bạn coi phía sau lưng của mình là một khu đất trống á. Đó, thấy trống rộng không? Phía sau lưng mình là có những dãy nhà người ta ở lâu rồi các bạn, còn chỗ này là đất trống, người ta build lên để người ta xây nhà. Các bạn nghe tiếng ồn là của máy cắt cỏ đó, có người ta đi cắt cỏ đó. Thì mình nói sơ về cái nhà cửa bên đây nè, người ta xây á. Rồi mỗi ngày mà lâu lâu mình thấy nó người ta làm được cái gì mới á, mình chạy tới mình quay cho các bạn xem chút xíu để coi cho biết là cái cảnh ở bên đây người ta xây nhà ra làm sao. Đó, các bạn thấy phía sau lưng của mình là những cái nhà đó. Cái dãy đó là cũng căn đầu tiên là cũng nhà mới á các bạn. Ở bên đây người ta xây nhà single house. Thì ở bên đây thì nó gọi là thuộc vùng countryside á các bạn, là đồng quê á, chỗ mình ở tiểu bang Tennessee á. Nó là countryside thì đất thì rất là rộng. Mà nhà thì so với lại những cái tiểu bang khác á các bạn thì nó tương đối nó rẻ. Giống như thí dụ bây giờ cũng là một cái căn nhà ha, single house ha, mà các bạn ở mua ở tiểu bang này á thì nó khoảng chừng 200 mấy chục ngàn. Mà nếu mà các bạn mua một cũng một cái nhà tương tự, có thể mình mua ở tiểu bang khác, có những tiểu bang nó bằng giá, nhưng mà cũng có những tiểu bang đó các bạn nó mắc gấp đôi lần đó. Thì cũng giống như mình có một cái lời khuyên dành cho các bạn là khi các bạn làm ở tiểu bang này hoặc là ở tiểu bang khác mà cái income của mình nó bằng nhau á các bạn, thì các bạn tìm tới những cái vùng nào mà giá sinh hoạt nó rẻ hơn chút, các bạn mướn nhà nó rẻ hơn chút, rồi nếu mà các bạn có điều kiện mua nhà thì nó rẻ hơn chút,
Tại vì khi các bạn làm cái income nó bằng nhau mà các bạn ở một cái vùng mà nó có cái chi phí mà nó cao quá thì mình không có để dành dư được đó các bạn. Mình đi làm thì đôi lúc mình cũng phải để dành dư chút đỉnh để mình lo hậu sự đôi lúc mà mình có bị bệnh gì không này kia đó, thì nó cũng vẫn hay hơn. Còn mình làm ra bao nhiêu mà mình vừa đủ xài á, thì tới lúc mà mình có đau bệnh gì mình nghỉ á, thì mình lại bị thiếu, mình không biết lấy đâu đắp vô các bạn không. Các bạn cứ để cái khu ở xung quanh của mình đó, thì mai mốt mà nó có xây được cái gì á thì mình chạy tới đây, mình chạy tới xong rồi mình có cái cảnh mà họ làm được tới đâu. Bây giờ thì chỉ mới là bỏ cái phần ống cống xuống thôi. Từ từ thì người ta sẽ phân ra từng ô á các bạn, là giống như người ta xây nhà trên cái phần nền đó đó, người ta phân lô á. Nó có đánh dấu sẵn hết rồi các bạn ơi, nó có đánh số hết rồi. Nhà bên đây cái khu nào á, nó có đánh số rồi đó. Mai mốt thì nó cứ xây lên cái số đó thôi. À, cho các bạn coi sơ về cái khu của mình ở mà vào buổi chiều nó cũng đẹp. Cái mặt trời nó đỏ đỏ ha, ngộ ha. Rồi mình cho các bạn coi ở phía trước tí xíu nha. Nó có cái tiếng ồn của máy cắt cỏ các bạn. Ở bên đây là tới ngày thì mấy người ta đi cắt cỏ đó. Người ta cắt cỏ. Buổi chiều thấy cái ánh sáng cũng đẹp ghê ha. Nó màu đỏ là lạ ha. Phía sau lưng nè. Chờ các bạn. Giờ này là cũng gần 8 giờ rồi. Ồ. 8 giờ 25 rồi các bạn. Rồi các bạn coi coi nhà bên Mỹ nha. Nó chơi cho vui. Ở bên đây đường phố vắng lắm các bạn ơi. Có tiếng ồn quá. Để chút xíu mình quay cho các bạn xem tiếp ha. Giờ thì mình đang ngồi trước cái nhà mình nè, cho các bạn coi cái cảnh nhà đó, nhà bên mình đó, nhà mình ở, cho các bạn coi lên cái nóc luôn nha. Đó, các bạn có biết tại sao mà nhà ở bên đây mà cái nóc nó nhọn nhọn vậy không? Tại vì thường thường những cái vùng lạnh á, vùng xứ lạnh á, thì nó phải làm cái nhà có độ dốc như vậy để khi mà tới mùa tuyết đó các bạn, nó có tuyết á thì nó rớt xuống nó động ít trên mái nhà thôi. Còn nếu mà mình xây mái nhà mà ngang qua đó thì tuyết nó sẽ đàm ở trển, mà nó động vô thì các bạn cứ tưởng tượng giống như là nước nó mà đông đá rồi đó, nó nặng lắm á. Thì có nhiều khi mà nó động mà mình nó không có, nó có độ dốc, nó động lại trên đó thì nó sẽ bị sụp mái nhà luôn các bạn, nặng lắm đó. Cho các bạn coi sơ lại cái cảnh nhà bên Mỹ, cái đài nhà của mình đó, mình đang ngồi ăn trước nè. Buổi chiều hôm nay thì còn tản mạn chút xíu, nói chút xíu về nhà ở rồi cho các bạn ngắm cảnh hoàng hôn. Rồi Khánh Nguyễn xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi video của mình. Video này mình không biết đặt tên gì hết. Tản mạn chiều ở Mỹ đi ha các bạn ha. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Khánh Nguyễn, và cũng cho mình xin cảm ơn những người đã đứng phía sau ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.